Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã đón nhận rất nhiều những tin tức trong cái thời gian vừa rồi. Thứ nhất, đó chính là cái việc mà cái bằng cấp 3 của ông thầy Thích Trân Quang là bị có thể nói rằng là nghi vấn rất lớn, có thể nói là 99% là ông ta không có bằng cấp 3. Tức là giả mạo, tức là gian dối. Và nói như báo Vietnamnet đã phải giật một cái tip rằng là dối trên lừa dối, dối trên lừa dưới. Trên thì lừa Bộ Giáo dục, dưới thì lừa các tăng ni Phật tử. Bản thân ông là một người tu hành, thế mà ngay cái giới là giới không nói láo. Vậy mà suốt nhiều năm trời, từ năm 1989 tới bây giờ, ông dối trá hết lần này đến lần khác. Các chúng tăng ni của ông thì hết lấy ví dụ của Edison cho tới lôi cả gọi rằng là mạo phạm cả anh hùng liệt sĩ ra. Nhưng mà hỏi thẳng họ rằng là thầy của họ có nói láo không thì không ai trả lời cái này cả, đúng không? Đó là điều mà có thể nói là khẳng định. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, với cái thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục mang cái tính chất là trả lời cử tri thì có thể nói là sẽ có một cái rà soát tổng thể liên quan tới tôn giáo và đặc biệt là đạo Phật tại Việt Nam, và đã thanh tra rất nhiều nơi, bao gồm chúng ta có thể thấy ở Quảng Ninh nghi vấn là chùa Ba Vàng, rồi thành phố Hồ Chí Minh là một số chùa liên quan đến Thích Nhật Từ, rồi nghi vấn thôi đó, rồi chúng ta thấy rằng là liên quan đến Bà Rịa Vũng Tàu nghi vấn của ông Thích Trân Quang, và ba cái nhà sư mà chúng ta gọi là sàm tăng tiêu biểu này thì đều có một cái chung là đều phản ứng rất rất mạnh với cái sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ. Thế cho nên ấy, có một số người bình luận trên kênh Trang Trang TV của tôi ấy, là ánh sáng của thầy Minh Tuệ soi tới đâu thì ma tăng là hiện lộ tới đó. Mà quả đúng thật, ngày xưa cái câu ánh sáng này là tôi cũng luôn chia sẻ với các bác, tức là ánh sáng, bóng tối có thể tồn tại đến hàng triệu năm, hàng nghìn năm, hàng triệu năm, nhưng khi mà chúng ta chỉ cần thắp lên một ngọn đèn thôi, ánh sáng nó tỏa ra, và bóng tối thì không có cái sức kháng cự gì trước ánh sáng cả. Ánh sáng đi đến đâu là bóng tối tan tới đó, tan tới đó, và bóng tối chỉ là cái nơi mà không có ánh sáng xuất hiện mà thôi. Thế cho nên ấy, khi sư Minh Tuệ xuất hiện như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đúng là ma tăng nó hiển lộ, chứ đến lớp bóng tối chúng ta rất khó nhìn, nhưng bây giờ nó hiển lộ hết, và đó là cái sự thua cuộc toàn diện của bọn ma tăng sàm tăng. Một ông Thích Minh Tuệ này chẳng có cái gì cả, đúng không? Nhưng lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc, đi khắp nơi Việt Nam với đôi chân trần chẳng có gì cả. Tiền tài không có, danh vọng không có, chức vụ không có, chức tước không có, tất cả đều là không. Và nói như là thiền sư Thích Nhất Hạnh ấy, cũng đã lần nói thế này: người ta cứ tưởng hạnh phúc là có, tức là có tiền, có nhà, có cửa, đấy, có vật chất. Nhưng mà bản chất hạnh phúc thì nó lại là không, tức là không lo âu, không lo lắng, không tham vọng, không gì đó. Thì bản chất hạnh phúc nó là không. Khi chúng ta nói hạnh phúc là có, tức là chúng ta đang muốn cho người khác nhìn thấy cái của mình. Còn bản chất của hạnh phúc ấy, nó là bên trong, tức là nó lại là không. Khi mà chúng ta không cảm thấy lo âu thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Cho nên hạnh phúc là hướng ở bên trong, chứ không phải hạnh phúc từ bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào để chúng ta có. Cho nên là sư thầy Thích Minh Tuệ này đi khắp nơi và hoàn toàn không có một cái ý định nào đối với các ma tăng sản tăng đấy cả. Không có công kích, không có chửi bới, không có nọ kia. Tất cả cái việc của sư Minh Tuệ đi chỉ hoàn toàn là nói về giáo lý của đạo Phật. Thứ hai nữa là cầu nguyện mọi người được hạnh phúc an bình. Và đến ngay cả đến thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà sư không xuất hiện, thì bản thân sư vẫn mong tất cả là được hạnh phúc, được bình an. Và đó là cái mà sư Minh Tuệ làm. Một cái sự có thể nói rằng là có thể nói là từ bi đến mức tuyệt đối như thế. Để khắc đánh mình vẫn mong cho họ hạnh phúc,
người khác bắt mình vẫn mong cho họ hạnh phúc, người ta giữ mình vẫn mong cho họ hạnh phúc. Thì chỉ có một cái bậc thánh thì mới có thể làm được, chứ phàm phu như tôi với các bác thì vẫn còn là sân hận nhiều lắm. Tuy nhiên chính cái việc như thế nó lại trở thành một cái sức mạnh, và đấy là sức mạnh của chân lý, thì là ánh sáng của chân lý, và nó xua tan hết. Sư Minh Tuệ có bao giờ nhắc tới Thích Nhật Từ đâu, Sư Minh Tuệ đâu có nhắc tới Thích Chân Quang đâu, Sư Minh Tuệ đâu có nhắc tới Thích Trúc Thái Minh đâu. Sư Minh Tuệ nhắc tới là chỉ nhắc tới đạo Phật thôi, đâu có nhắc gì. Nhưng mà tự họ hiển lộ, tự họ thì ánh sáng là họ sợ, nhưng mà bóng tối thì làm sao chống được ánh sáng. Người ta chỉ hỏi câu rằng thế anh tu thì đâu rồi, anh giữ giới thì đâu rồi, thế là từ đó là thôi xong đó, từ đấy là thôi xong phim đó. Cho nên ánh sáng thú vị lắm, và đó cũng là một cái mà có lẽ rằng là nhờ Sư Minh Tuệ mà chúng ta mới phát hiện ra, mới có được cái sức mạnh này. Nếu như không có cái sức mạnh này thì các bác tưởng tượng rằng là Chân Quang bây giờ vẫn đang ngồi thuyết giảng, có thể lắm chứ. Trước đây bao nhiêu lần người ta nói, cộng đồng mạng cũng dậy sóng lên mấy lần rồi, nhưng mà có thấy gì đâu, đúng không? Có thấy gì đâu. Kể cả anh Thích Trúc Thái Minh, người ta trước khi Sư Minh Tuệ xuất hiện, người ta cũng rất là bực bội, bởi vì là anh Thích Trúc Thái Minh này là bao nhiêu lần là trò oan gia trái chủ, rồi áp vong nọ kia, thỉnh vong cúng vong nọ kia đấy, rồi bao nhiêu lần để đi chỉ bày trò kiếm tiền. Anh Thích Nhật Từ cũng thế, rất là oai hùng, ngồi lên là giảng đạo chúng sinh. Nhưng bây giờ thì thế nào? Bây giờ thì thế nào? Đúng không? Và với Trung Văn Bộ Nội Bộ còn làm nhiều việc nữa, tức là rà soát lại toàn bộ và thậm chí chỉnh sửa lại luật, để mà từ đó là đưa những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vào cái khuôn khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu không có sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ, đặt câu hỏi đấy thôi, nếu như không có sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ thì liệu rằng những cái việc đó có được hay không? Sư Minh Tuệ đâu có tác động gì đâu, đâu có nói gì đâu, tất cả nó đều là cái tự nhiên, một cái sự tự nhiên trong cuộc sống và cuộc đời. Chỉ một cái sự xuất hiện của một người thôi, nhưng mà nó có thể thay đổi nhận thức cả một xã hội. Thế sự thay đổi, sự đó là sự gì? Thì xin thưa các bác, xưa nay ở Việt Nam luôn luôn là một tấm gương sống. Tấm gương sống, xin thưa các bác, chúng ta tưởng tượng thế này. Ngày xưa người ta kính trọng người Cộng sản, thậm chí rằng hy sinh, thậm chí ta đưa cả gia đình vào cái rủi ro để bảo vệ một người đảng viên, một người Cộng sản. Thì lý do gì họ phải làm như thế? Đúng không? Đó bởi vì rằng là người Cộng sản rất tốt đẹp, hoàn toàn vì nước, vì dân, vì cái lý tưởng quốc gia dân tộc. Họ đâu có vì tiền tài vật chất đâu, và thậm chí đã đâu phải vì chức vụ đâu. Họ chỉ cống hiến được cho quốc gia, cho dân tộc cái gì là họ cố gắng làm cái cùng cái đó, và người dân sẵn sàng là che chở họ. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là lúc đó thì chúng ta thấy xuất hiện Bác Hồ, Bác Giáp, để tự dưng là dân tộc cũng được chấn hưng bởi những con người như thế. Một cái sự xuất hiện của họ nhưng mà tạo ra một sự sức mạnh lan tỏa, và nó tạo chúng ta một thời kỳ rất khác. Chúng ta nên nhớ rằng thời kỳ Bác Hồ là thời kỳ mà 95% dân số là không biết chữ, không biết chữ. Thế nhưng mà một cái tấm gương thôi, nó làm biến cả đất nước trở thành một cái xã hội học tập, và chỉ trong một thời gian rất ngắn thì đảo ngược lại cái chỗ này. Tức là số lượng người không biết chữ lúc này là còn rất ít. Thế thì cái sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ cũng thế. Sư chẳng cần làm gì, nhưng mà sư đi đến đâu là mọi người nhìn vào cách sư và cái cách của sư tu tập, và người ta thấy được cái niềm vui, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của sư, và người ta thấy rằng là ồ thì theo mình cũng chẳng làm được cái sư, cũng không thể xuất gia được, cũng không thể buông bỏ hết tất cả được, nhưng nhận ra được rằng là cái giá trị của con người, của cái sự hạnh phúc của con người, nó không phải là ở nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà nó nhiều khi nó ở trong cái tình thương và lòng nhân ái, cái sự bao dung với nhau, cái sự tốt đẹp với nhau. Và người ta mới nhận thấy rằng là có nhiều chưa chắc đã tốt.
chưa chắc đã tốt. Và cái quan trọng nhất là cái sự bình an, bình yên của tâm hồn. Và muốn có sự bình an, bình yên đấy thì thứ nhất là không nói láo, thứ hai là không ăn trộm ăn cắp, thứ ba là không say xỉn, thứ bốn là không tà dâm, rồi thứ năm là gì nữa, đúng không? Không nói láo, đúng không? Vẫn gì đấy. Thì tất cả thứ đó thì chúng ta thấy rằng là nó tạo ra một cái sự bình yên trong cuộc sống. Chỉ có cái đó mới tạo cho người ta sự bình yên, bình an được. Chứ không phải cứ đi cầu cúng, xin ông Phật cái nọ, xin ông Phật cái kia. Không có cái đó. Chính vì cái tâm lý là xin ông Phật cái nọ, xin ông Phật cái kia. Để rồi cuối cùng là bị cái lũ ma tăng nó lừa cho. Nó bảo là cứ làm thế này thì mới có được phước báo. Vong nó đòi bằng tiền thật. Đó. Các thầy đó cùng đòi cúng giang cúng dường là bằng tiền thật. Đó. Sai là hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy. Cho nên là cái việc mà nhiều người comment ấy, một mình ông Minh Tuệ nhưng đánh bại cả một bầy ma tăng một cách tự nhiên, như kiểu ánh sáng là xua tan bóng tối, đúng không? Đúng, nhiều khi mình chiêm nghiệm lại cũng thấy thật sự đúng là như vậy. Những cái gì đang có hiện nay thì nếu không có sư Minh Tuệ xuất hiện thì tôi đoán chắc rằng là nó sẽ không có xảy ra. Cho nên nhiều khi nó cũng là cái nhân quả. Cảm ơn các bác rất nhiều.